Thời điểm này, những ruộng hoa cúc chi tại xã Sạp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La được phủ một màu vàng rực rỡ. Thời gian thu hoạch kéo dài khoảng 1 đến 1 tháng rưỡi, mỗi đợt hoa nở kéo dài chừng 2 đến 3 tuần, hết đợt này lại đến đợt hoa khác. Theo kinh nghiệm của các hộ trồng, hoa cúc có chất lượng tốt nhất khi vừa nở. Việc thu hoa được thực hiện hoàn toàn thủ công, không đòi hỏi nhiều kỹ thuật nhưng cần sự khéo léo, tỉ mỉ để hạn chế làm rụng cánh, dập bông. Vườn hoa cúc chi của gia đình chị Nguyễn Thị Hà, hộ dân liên kết với hợp tác xã Phú Quý, cho năng suất cao và giá bán ổn định, được hợp tác xã thu mua với giá bình quân 40.000 đồng trên 1 kg hoa tươi. Trung bình mỗi hecta cho thu hoạch trên 3 tấn hoa tươi, trừ chi phí sẽ mang lại thu nhập từ 90 đến 100 triệu đồng trên một vụ. Nhà tôi liên kết dòng hoa cúc chi từ tháng 7 2023 được hợp tác xã hỗ trợ giống và quy trình chăm sóc thì sau 4 tháng cho thu hoạch với sản lượng cao, dự kiến sản lượng thu được tầm 3 tấn. Để tạo ra sản phẩm trà hoa cúc chi đảm bảo chất lượng, hợp tác xã Phú Quý, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã đầu tư hệ thống sấy lạnh. Do sấy ở nhiệt độ thấp nên hoa cúc chi giữ được màu sắc tự nhiên, hương vị cũng như hàm lượng dinh dưỡng cao, được người tiêu dùng ưa chuộng. Trung bình cứ 10 kg hoa tươi sẽ cho ra 1 kg hoa khô thành phẩm. Ước tính cả vụ, hợp tác xã sản xuất 3 tạ hoa khô với giá bình quân 700.000 đồng trên 1 kg. Hiện nay, sản phẩm trà cúc chi của hợp tác xã được tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh và đang được một số công ty dược phẩm tại Hà Nam tìm hiểu, ký kết tiêu thụ trong năm 2023. Thì qua quá trình thử nghiệm thì tôi thấy rằng là cây phát triển rất tốt, rất phù hợp với lại khí hậu và thổ nhưỡng của trên địa bàn thị trấn Yên Châu. Đến năm 2022 thì hợp tác xã chúng tôi đã quyết định vận động 2 hộ dân trồng thử nghiệm gần 1 ha cúc chi. Thì đến nay cúc chi cũng đã cho ra hoa và đặc biệt là rất sai hoa. Thì qua tìm hiểu thì thị trường hiện tại cũng rất nhiều khách hàng ưa chuộng cái trà cúc chi và thị trường tiêu thụ rất là tốt. Thì năm 2024 thì hợp tác xã cũng đã bàn thống nhất định hướng là sang năm nó có thể phát triển từ 3 đến 5 ha ở trên địa bàn huyện. Thực tế cho thấy cúc chi thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của huyện Yên Châu và bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với nhiều loại cây trồng khác. Đây được xem là mô hình mở ra triển vọng nhằm nâng cao thu nhập, góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.